Hiện nay trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đang xuất hiện tình trạng một số cửa hàng thuốc lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nhu cầu tăng cao của người dân để găm hàng và tăng giá. Nhiều cửa hàng quảng cáo bày bán các sản phẩm là thuốc hỗ trợ và điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, giảm hiệu quả phòng chống dịch. Trưởng ban chỉ đạo 389 của tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là nhóm các mặt hàng khẩu trang, kit test nhanh COVID-19, thiết bị đo nồng độ oxy, các thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, tăng cường tuyên truyền vận động yêu cầu các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà thuốc, quầy thuốc kê khai, niêm yết giá hàng hóa và bán đúng giá niêm yết.